Thân gửi em Thủy Linh, em của Thảo Dần Di. Mấy ngày hôm nay cay quá. Cay không? Cay quá, bị treo nhiều quá, cay à? Nhảy ngược lên thế. Mấy ngày hôm nay đi chơi mấy nơi về mệt quá. Lai Châu, Mộc Châu, Sapa đi lễ. Vừa đi chơi kết hợp với đi lễ. Đáng nhẽ không lên cái video ở đâu. Nhưng chị nói cho Thủy Linh nghe này. Mày đưa ảnh chị lên ok. Nhưng mày đưa ảnh con chị lên là mày sai đấy. Con chị không liên quan đến việc này nha. Chị nói đây cho mày nghe. Mày thích đưa ảnh chị ok, đưa thoải mái. Nhưng mày đưa ảnh con chị lên á là mày sai rồi nha. Việc này là mày đi xa rồi đấy. Còn chị nói đây cho em nghe này. Mày xem có chỗ nào mà đi làm gái mà 50 tuổi á thì mày bảo chị Thảo mới đi làm trước đi, hiểu không? Chứ chị thì chịu, đau lồn lắm, hiểu không? Đau lắm, không làm được, hiểu không? Giờ già rồi chỉ có lên trêu chúng mày thôi, chứ còn làm cái việc đấy thì không làm được, hiểu không? Còn mày bảo mày mà còn mày nói là chỗ nào mà đi làm được ấy, bảo chị Thảo mày đi làm trước đi. Xong tao xem chị Thảo mày có đi làm được không? Xong tao đi theo cùng. Nhá. Còn tao nói cho mày nghe này. Không phải rung quay ra khỉ. Tao nói thật. Mày lên Hà Nội mà mày đâu có dám qua mày gặp tao đâu. Nhưng mày lên mày phông bạt, mày giật dây mày thế này thế kia. Cái trò trẻ con. Lớn rồi. Hiểu không? Mày cũng là mẹ của mấy đứa con rồi đấy. Ai đưa hình ảnh, đưa hình ảnh con mày lên có được không hả? Nha, tao nói trước nha, mày đưa ảnh con tao lên như thế nào là mày chịu trách nhiệm, hiểu không? Mày đi mày đưa ảnh con tao lên, ví dụ mà có chuyện gì thì mày cứ đưa ảnh tao thôi, tao với mày chuyện qua chuyện lại. Còn chị nói làm phò thì không làm được, át lồn lắm, hiểu không? Làm sao mà đi làm được, 50 tuổi rồi, hiểu không? Làm sao đi làm được? Hoặc mày về mày bảo mẹ mày đi làm phò trước đi nhá. Thế xong đầu là ví dụ tao thấy mẹ mày làm được thì tao đi tao làm cùng, hiểu không? Mày suy nghĩ mày giống, mày có giống ai không? Tao xấu hay đẹp tao không cần phải ai phải, mà không cần mày phải nói. Nhưng mà riêng chuyện đi làm phò, mày nói là đi làm phò đúng không? Mày kêu mẹ mày đi làm trước đi, xem có làm được không thì tao đi làm theo, hiểu không? Chứ giờ 50 tuổi rồi làm gì có cái gì mà đi làm phò được hả? Ăn thì nhai, nói thì suy nghĩ một tí. Mấy ngày hôm nay bị tao vầy cho chị, mà chị mày mày cay lắm à? Từ từ, chưa đâu, bây giờ mới là bắt đầu thôi. Thông minh lên đây này, suy nghĩ lên, động não lên, hiểu không? Mày xem mà là chị mày với cả tao là ai giống người hơn? Tao nói thật, nhìn con chị mày có giống ai không hả? Tao nói cho mày nghe, ăn cái cách ăn mặc không nói lên cái tính cách con người, hiểu không? Tao còn nghe thằng kia có một nọ, có một thằng gọi cho tao á, bảo á mày còn đi ngủ với dai cơ, đi với mấy ông hội lính cơ. Mai tao gọi lại cho nó, rồi tao ghi âm lại tao cho bọn mày nghe nhá, hiểu chưa? Mày thích chơi với tao kiểu gì tao chơi mày kiểu đấy nhá, tao nói để cho mày biết.